Cay mà bị bỏ ớt vào nhiều quá ngon rồi. Hôm nay Vy thử thách á, ăn tôm tái chanh mấy người. Vy sẽ làm nước hai loại nước chấm, một cái là nước chấm là hạt dổi mắc kén mấy người. Vy sẽ làm cái nước chấm này trước mấy người nhé. Nước chấm đây là mối tôm nhí bỏ đây mấy người. Chưa nè, đấy mình sẽ cho chanh vào mấy người, ăn hải sản mà cho chanh vào nha. Rồi Vy sẽ cho đá chanh vô tôm mấy người nhé, cho tôm chín nó đã ăn cho đã. Nhìn đã đã lắm mọi người. Đây nước chấm mối tôm nhí mọi người. Đây muối nè mọi người, muối nè, ngọt. Rồi đây cái này của miền Bắc mọi người nha, miền Bắc thì người ta ăn nhiều lắm. Đây đùm để nướng đồ gia vị với mọi người, nướng rồi mình làm nước chấm chấm tất cả xoài ổi cốc này tùm lum, ngon lắm. Cho chanh vào mọi người, y chang luôn đó. Ôi mình chấm mắc kén trước mọi người. Mọi người nha. Wow, một cái ngon rồi. Được chấm ngon quá. Đó. Chanh vào nó chua ngon lắm rồi. Ăn thêm nữa. Bây giờ chấm nó chấm mối tôm nhí mấy người xem như thế nào. Ăn cay mà bị bỏ ớt vào nhiều quá ngon rồi. Quá ngon. Hai lần nó chấm này mọi người số một luôn đó. Chấm mắc kén mới ngon mọi người. Còn nữa sốt mọi người đây, ngon chưa, đã lắm. Ngon lắm. Chấm mối tôm như ý này ngon lắm mọi người, ngon thịt luôn á. Không tin mọi người ăn thử đi, ngon lắm. Wow.